Như ông trước khi xuống đây thì có nhận lệnh ở 10 giờ. Thì ở đó 10 giờ canh từng phút, đang chờ. Thấy ở đây chư vị niệm Phật. Hay quá. Mình ước ao được xuống đây mà công tác chia sẻ với nhau niệm Phật hay. Ở đó giờ một mình chưa chắc gì niệm Phật hay. Xin thưa với chư vị đại chúng, nghe bác Minh Đạt giới thiệu, hôm nay có người cũ, người cũ thân thương vô cùng, nhìn thấy ai cũng cười hết. Và cũng có những người mới, mà sao giờ ông thấy người mới cũng cười luôn. Rõ ràng là đối với người học Phật chúng ta mà cũng biết đi chung một đường thì mới cũ gì hình như cũng thân tương hết, phải không như vậy? Và ông có nghe là có những vị đã cứu được người thân của chúng ta vãng sanh, đúng không như vậy? Ở đây xin hỏi là chư vị nào đã có những người thân vãng sanh đâu? Giơ tay lên giùm ông coi. Dạ thì có nhiều dữ vậy á. Dòng cũng xin chia tay lên là người thân của dòng cũng có người bản thân rồi. Một cái duyên lành không ngờ nó đến với chúng ta trong đời này. Xin thưa thực với chư vị, nếu mà không có cái cơ hội biết được cái phương pháp hộ niệm giúp đỡ cho những người phàm phu này thì chúng ta đến bây giờ này không dám vô giơ cái tay này lên đâu, không hỏi như vậy. Mà nếu hô đến thì chắc chắn tất cả chúng ta đều chéo tay lại hết trơn rồi. Chư vị ơi, một cái động thái giơ tay lên và một động thái chéo tay lại nó gần gũi vô cùng, đúng không? Nó không có gì khó khăn cả, nhưng mà nó tượng trưng cho một cái sự vui mừng, hân hở, hân hoan, ánh diện vô cùng, đúng không chư vị không? Thực sự chư vị ơi, nếu mà trong nhà chúng ta, gia đình chúng ta có một người bản thân mình ánh diện dữ lắm, ánh diện vô cùng. Chứ không biết là có những người ánh diện mà cứ gặp lại bao nhiêu năm gặp lại cũng thấy nở trên môi cái nụ cười phấn khởi. Tại sao chúng ta lại có sự phấn khởi dài lâu như vậy? Mà đây là sự phấn khởi chân thực đấy chứ vậy, không phải là huyễn hóa đâu, phải không? Ta người học Phật biết pháp Phật lâu lắm rồi, nhưng mà chúng ta không dám mạnh dạn rằng là người thân của chúng ta được cái cơ hội lợi lạc như ngày hôm nay. Và xin thưa với chư vị, nếu mà chúng ta không biết cái phương pháp cụ thể để mà tiễn đưa người vãng sanh theo như trong câu Phật, trong kinh Phật nói, thì chính chúng ta cũng không dám mạnh dạn nở nụ cười mà tin tưởng rằng cuối đời này khi mình xả bỏ cái thân xác tàn tệ này, mình hưởng được một cái sự lợi lạc thực tế, đúng không chư vị? Đây là cái sự thành thật của Dương. Dương trước đây còn bạch với thầy giảng sư đại học cơ. Hồi trước con cũng thấy mấy cái đầu óc lắm, con học rồi ăn trước thầy. Con xin nói thật với thầy là con là người mê sách lắm. Ở nhà quê thì ông cụ bà cụ của Dương không có thích thú gì cái chuyện mà học hành. Ông cụ cứ nói nhóc sĩ thì nhì nông, hết gạo thì chạy rong, hết nông thì nhì sĩ, nếu mà con học cũng được thì con về đây cày ruộng. Gia đình của ông nhiều, gia đình của em nhiều ruộng lắm, cứ về đây cày ruộng là có ăn, không cày ruộng là không có cơm ăn. Cho nên ông cụ này nhóc sĩ nhì nông, con học cũng được thì con về đây cũng cày ruộng.
Mà lúc đó thì ông còn trẻ, con quyết định đi học cho con không muốn cày ruộng. Thì mỗi lần về, dòng đứa con mà học không được, con về đây con cày ruộng. Tức là nhóc sĩ nhị nông, cứ nói. Thì bạch với thầy cùng chư vị ở đây là dòng thích đọc sách, mà đọc sách triết, đọc sách văn học. Tiền thì không có, mà có đồng tiền nào là móc mấy đi mua sách về đọc. Mà một lần mà đi về quê đó, đi mình xuống Quy Nhơn mình học rồi. Đi tới Sài Gòn đọc, đi giờ về quê rồi ấy, là cứ lén lén đi lên cái vườn hoang đó, chứ vị biết không? Rồi lấy cái chiếu nhỏ nhỏ trái lên vườn hoang đó mà đọc sách, đọc mê mang lắm. Hết này đến đến nọ, trước này đến trước nọ. Sau khi mà Dòm gặp được cái câu A-di-đà Phật, tự nhiên thấy ngỡ ngàng. Chết rồi. Hình như là mình lung quang lục tập quá, đưa cái tâm của mình chạy loạn sang ngầu hết. Và những cái trước đó hình như nó nhồi nhét vào cái tâm mình, tướng là mình ngon nhưng mà sau cùng rồi. Hình như mình không đạt được cái kết quả nào hết. Khi mà ngộ ra như vậy với bạch với thầy, con lượm những cái sách mà hồi vừa mình quý mến đó, tức là sách toàn là sách văn học, triết học, tâm lý, còn đọc nói. Bạch với thầy là con nói dốc hay lắm đấy, không thua ai đâu ạ. Hồi trước con còn giữ những cái khóa mà gọi là mình giữ thích những cái khóa mà gọi là luận án tiến sĩ, mà có những vị đưa những cái chuyện tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung lên làm cái đề tài đề tài để mà trình luận án. Mình ngồi nghe, ồ hay quá hay quá. Sau cùng mình mới tới tại mình mới ngộ ra tại sao mình lại dùng những cái kiến giải của người thế gian để mà trau dồi cái kiến giải của mình, trong khi sau cùng rồi thì nếu mà mình chết well, đi vào con đường đâu lạc, thì những cái kiến giải này nó giúp ích được gì đây? Chứ vị thấy không? Cho nên nhiều khi nó ngộ ra những cái lạ lùng lắm. Con nói với bạch với thầy, không biết là thầy, con quên nói tên hồi nãy là thầy. Thầy là giảng sư đại học, con kính mến vô cùng. Con mới nói rằng là rõ ràng nếu mà cuộc đời của mình đây mà không gặp được cái pháp Phật là cái pháp cứu chúng ta vượt qua 6 đường luân hồi, thì đành rằng chúng ta cứ chạy mãi theo những cái kiến giải của thế gian. Sau khi mà học được Phật rồi thì Phật nói là phải y pháp bất y nhân. Mình y theo những cái kiến thức của thế gian cũng là y theo cái kiến thức của con người. Đúng không? Chú ý, thật sự ý của con người. Mình y theo Phật Pháp mình mới giải thoát được. Mà may mắn một cái xin thưa với chú vị, một lần mà dám nhắc nhớ tới cái trạng thái đầu tiên mà mình hộ niệm cho một người ra đi lưu lại tướng lành đẹp quá chừng. Xin chư vị là cái cảm xúc này nó dâng tràn lên, hình như là mình không ngăn cản được. Cái sự cảm xúc nó không ngờ được nó đến với mình. Lúc đó thì dòng mới ngộ ra đúng là Phật giáo chúng ta giúp cho chúng ta một con đường thành tựu ngay trong một đời này đấy chứ vị. Không phải là chỉ có những vị đại cao tăng mới được thành tựu đâu, mà tất cả chúng ta đều được thành tựu đấy. Dòng có thể khẳng định cái vấn đề này rõ ràng đấy. Và cái pháp mà để cho chúng ta thành tựu đó, xin thưa với chư vị, chính là cái pháp niệm Phật cầu bạc tranh Tây Phương Cực Lạc đấy. Vì hôm khi có chút ít cái cơ duyên học được những pháp mà nó cho rộng ra là pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, chẳng có gì cả. Giờ cho nên bây giờ chư vị mà mở cái pháp của Ngài Tịnh Không lên nghe thì ông thích lắm. Tại hồi trước thì ông có cái cơ duyên là ở phía trước mặt vì ông là tới 3-4 cái quyển dịch, là cái tập mà dịch cái những cái giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không. Rồi bên cạnh giữa ông là cái màn hình nhỏ nhỏ này
nghe Ngài Tịnh Không giảng cái pháp đó, mà ông nghe lại rồi đối chiếu lại để mà chính văn, tức là ông gọi là nhuận văn đấy. Vì nhuận văn như vậy mà thành ra là mình phải so sánh 4 năm bản dịch lại, coi những bản dịch nào đúng nhất để mình chọn. Chứ chọn 4 năm bản dịch cũng là một lời giảng mà 4 năm bản dịch đọc qua thì không có quyển dịch nào mà nó giống bản dịch nào, chỉ được theo. Cho nên bây giờ nếu mà chư vị nghe nói là tại sao có cái kinh mà cái cũng là một kinh mà kinh này nói khác mà kinh kia nói khác, tức là người dịch người ta dịch theo cái ý khác chút, nhưng mà thực ra cái nội dung, cái tinh thần nó giống nhau chứ không không có gì khác nhau đâu. Nhờ vậy mà tự nhiên ngộ ra chính là chinh thừa tục, là pháp niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là cái pháp mà rộng độ chúng sanh, gọi là tam căn phổ bị. Thực sự nó xin thưa các vị, nhất định đúng như vậy. Nhưng mà cũng chính cái câu này đã làm cho ông nhức đầu. Khi mà bắt đầu nghiên cứu thấy là rõ ràng là đúng rồi đó, mà làm cho nhức đầu đúng là gần 3 năm trường. Mà đến nỗi là nhiều khi ông muốn bó luôn công niệm Phật nữa đấy. Ở đây là tình thật. Là tại sao có rất nhiều người niệm Phật mà sau cùng không được vãng sanh, chứng nhận rõ ràng đấy. Trong khi đó chư tổ nói là vạn nhân tu vạn nhân khứ, mà Phật cũng nói chỉ có cái niệm Phật trong thời này thì cái người phàm phu như chúng ta mới được vãng sanh. Hồi trước chư ông, trước khi mà biết chút Phật học đó, trong cái trường Đạo Văn Khoa nghiên cứu đủ hết, nào là gì thông thiên học cổ nghiên cứu, rồi nghe là những cái pháp gì lạ lạ, những cái năng lực gì lạ lạ. Hồi trước là do ông có một ông thầy dạy về cái pháp mà gọi là pháp an vi. Pháp an vi là lấy những cái lý luận của những người mà thí dụ như là gì đó trong đồng ngọc lữ rồi đó, rồi có những cái chuyện đó rồi. Do ông đọc là học đấy mà thi mà làm sao mà không theo thầy được. Thì thúc An Vi đó cũng nhớ là nhân giá kỳ thiên địa chi đức, hay không chị? Âm dương chi giàu, quý thần chi hội, ngũ hành chi tu, Việt Nam mình là nhất. Câu không có ai đó. Tại sao như vậy? Việt Nam mình cho con người là nhất, cho nên nhà ai cũng có bàn thờ hết, đúng không như vậy? Ngài nói là ở bên trợ Âu rồi Tây thì người mà Thiên Chúa Giáo thì ít ra đồng chục người thì có 2-3 người có bàn thờ. Còn bên Âu Châu, ta đâu, bên Tây Phương đâu có bàn thờ. Còn Việt Nam mình người nào cũng có bàn thờ hết. Tức là thờ ông bà, thờ tổ tiên, thờ con người là đúng nhất. Tại vì nhân giả kỳ thân được là cái con người chính là cái đức của vũ trụ, cái đức của trời đất không vậy. Âm dương di giao là trời đất đều hợp lại từ cho con người đó. Quý thần thì gọi là quý thần cũng từ con người ra, đúng không chị vậy? Quý thần mà mình tu mình gặp được quý thần thì đúng là con người ra. Ngũ hành chi tu quý là vạn vật, ngũ hành là chỉ cho cái vạn vật xoay chuyển trên trời đất này cũng ở từ con người ra, cho nên cho con người là nhất. Khi mà mình nghĩ như vậy cái thấy con người nhất, mà tại sao khi chết rồi thì không nhất nữa mà là nhì cũng có luôn. Nhất cũng có mà nhiều cũng có nữa. Thì mình hỏi là khi mà nói là con người là nhất như vậy, khi chết con người đi đâu? Khi mà học được Phật Pháp rồi chúng ta mới thấy khi mà chết không lưu lại tướng lành là đi đọa lạc. Nhưng mà đi đọa lạc có phải là nhất đâu, đúng không chú vị? Có thông không? Tức là mình phải ngộ ra từng chút chứ. Đi đọa lạc. Nói như vậy không phải là chị ông gọi là chống đối với các thầy, nhưng mà tư tưởng của các thầy nó hay, nó đẹp ở cái chỗ là làm người cho là người là nhất, thì dường như chúng ta thấy hân hoan vui vẻ hơn những người nói là người là yếu đuối, phải không chứ vậy? Đúng không? Nhưng mà cái niềm hân hoan hay là cái nỗi tối buồn gì đó vẫn sau cùng đưa đến một kết quả chung cuộc là khi xả bỏ thân xác này mình đi đâu đây, mình chịu cảnh giới nào đây. Nghĩ như vậy mà đến khi gặp được một người chính giữa âm hồ niệm ra đi thọ tương bất khả tư nghị, lúc đó mới giật mình tỉnh ngộ. Nói muốn con người thực sự
là nhất vũ trụ, nhất của trời đất, thì hãy đưa con người này đi với chỗ nào mà vô sanh vô tử, nhất định thành Phật, thì nhất định chúng ta sẽ thực hiện được cái đạo lý là con người là nhất của vũ trụ. Lúc đó là âm dương chi giao, quý thần chi hội, ngũ thành chi tố khí, không như vậy. Tức là mình cũng ứng dụng cái đạo lý là học triết, thực là học triết. Học trước là người tam huyền học, chứ đâu mà học được. Tam huyền học là gì? Là Phật này, Lão này, Dịch học, Lão Tử và Khổng Tử. Mà Khổng Tử thì liên quan tới, là Lão Tử thì liên quan tới Dịch học. Tức là những cái chuyện đó giờ biết hết. Thì mới là bây giờ muốn cho con người mà đứng nhất vũ trụ thì phải làm sao? Đưa con người không phải đi vào trong cánh tam đồ ác đạo nữa mới được. Dòng thấy rõ ràng, dòng là người thấy mấy bạn pháp nè, học rồi mà còn có nhiều cái tâm còn muốn vượt qua thầy nữa, mà thực ra không phải là khi gặp được cái pháp Phật rồi mình mới định nghĩa được thế nào là đúng, thế nào là sai. Hồi trước mà nghe tới những cái năng lực này năng lực nọ gì mê mẩn thích lắm, nhưng mà mình đặt cái năng lực này có thể đưa con người vượt qua sanh tử luân hồi hay không? Tức là cứ lấy cái vấn đề đó mà đưa. Thì chính chư vị ơi, khi mà nghe được nói là pháp Phật là pháp có thể đưa con người vượt qua sáu đường luân hồi, trở về Tây Phương nhất trong pháp giới thành Phật, mà chư tổ còn nói là vạn nhân tu, vạn nhân cứ, vạn người niệm Phật, vạn người thành. Mà Duy Âm thấy rất nhiều người niệm Phật không có vạn thành, làm cho Duy Âm này thấy có ngỡ ngàng, tại sao như vậy? Thì lúc đó xin bạch với chư vị là Duy Âm đầu tiên là có một cái chuyến đi qua bên Mỹ, bên Canada. Duy Âm đem thêm một thùng vali này. Hồi đó là cái video cassette mà cái video thép á, chị vị nhớ cái video thép nó lớn cái cỡ này này. Một cái bài giảng của Hòa Thượng không mà để một cái vali như vậy. Đi qua phi trường người ta thấy sao, nhiều quá, người ta đi phi trường nào cũng bị sót hết trơn. Là tại thì mình để cứ ô nhìn, nó nhìn quá tôi lục ra. Thực ra là chỉ có một bài pháp của Hòa Thượng thôi. Chứ bây giờ để chúng ta đem cái USB một chút xíu rồi chúng ta bỏ có hàng trăm cái bài pháp đó mà không hay, đúng không? Chứ bây giờ đấy, cái lúc này là lúc mà chúng ta học Phật hay lắm đấy chứ vậy. Duy Âm đem qua bên Canada thì trong đó trước khi đi Duy Âm mới gặp được một cái câu chuyện vãng sanh ở trong video. Cũng là cái video cassette là bà cụ Triệu Vinh Phương vãng sanh. Duy Âm thấy hay vô cùng. Nhưng mà sau cùng rồi khi mà mình đi hộ niệm cho người ta, mình thấy cái người hộ mình hộ niệm nó đơn giản hơn rồi, như không có rườm rà, không có lên bàn lên ghế, không có lên bảng lên hiệu, không có bài vở gì, mà tự nhiên mình thấy hình như là cái người mình hộ niệm có cái hiện tượng vẫn đang hay hơn, là chứng tỏ là cái người này mình cầm tay lên gỗ mềm mại tươi hồng, cái môi nó đỏ lên mà khuôn mặt tự nhiên sáng rỡ ra, trong khi bà Triệu Vinh Phương đó người ta không có thầm thần. Mình so sánh mình biết chứ. Người ta nói bà cụ này khi ra đi thì tự nhiên có một cái đạo hào quang gì đó bay lên. Rồi nói là trong lúc mà đi đưa cái đám tang đó trên vận trên, nó có cái vận mây mà dù ông cũng thấy vận mây đó, mà cứ nghe người ta nói không à. Mà thấy hay, mà đấy cũng là một cái chuyện rất hay. Đúng không? Và mình thấy tại sao người Việt Nam chúng ta, mình đi nghiên cứu Việt Nam nhiều chứ đâu có ai không thấy hết. Mà thực ra chính Duy Âm cũng đã từng đi hộ niệm một thời gian rất lâu, nhưng mà không thấy cái hiện tượng này. Đến khi mà nghiên cứu, tức là lục lọi đó chư vị. Cho nên bây giờ Duy Âm thường hay nói là chư vị mà muốn hộ niệm phải lục lọi, phải nghiên cứu, phải tự mình thân chứng lấy những cái trường hợp vãng sanh này, chứ vị mới ngộ ra, chứ còn không thì bị những cái kiến thức tình thức tối gian nó làm cho mình ngập trong đó, chìm trong đó, mình mở lối thoát không được. Mà chính là ông bà cha mẹ cũ kỹ của mình cũng vì những cái kiến thức đó mà nó tràn ngập đi, nó che lấp đi con đường giải thoát, chứ vị ơi. Thực sự đấy, dám nói thật đấy. Nếu mà dám không có gặp cái cơ may này thì vẫn có thể chìm trong cái nạn này. Là đến nỗi ông định rằng là có lẽ là đạo Phật chúng ta cũng chỉ nói ngoa thôi chứ không có thực hiện được.
Vì sao? Vì chư tổ nói trăm người niệm Phật, trăm người vãng sanh, mà chính mình chứng nhận là một vạn người niệm Phật tìm không ra một người vãng sanh. Đúng không chư vậy? Như vậy chẳng lẽ chư tổ nói nó ngoài sao? Nhưng khi chính mình bắt đầu nghiên cứu, nghĩ rằng là một người phàm phu dẫu cho niệm Phật có hay chi nữa, thì đến lúc buông báo thân ra đi trong giai đoạn mà tứ đại phân ly. Tức là cái cơ thể của mình tưởng tượng như nó có 40 mảnh. Tứ đại là 4 mảnh, mình đất nước gió lửa mà giờ ông nói rõ ràng hơn là 40 mảnh. 40 mảnh đó tượng trưng cho 4 cái tay, 2 cái tay, 2 chân. Tức là tưởng tượng như 4 con ngựa, một con ngựa thì cột cái tay này, một người thì kìm cái tay kia. 4 con ngựa với 2 tay, 2 chân kéo ra 4 góc. Lúc đó mình chịu nổi cái sức con ngựa kéo cái thân mình ra mà để mình an tịnh niệm Phật không chứ vậy? Không thể nào được, không thể nào được. Như vậy thì người phàm phu chúng ta cần phải có sự giúp đỡ. Giúp đỡ một cách cụ thể, chính xác, vững vàng. Thì cái người phàm phu chúng ta khi buông ra đi có thể vượt qua cái ách nạn này. Tại sao 4 con ngựa kéo cái thân mình ra 4 bên mà mình có thể an tĩnh được? Bạch với chư thị, chư vị, học Phật chúng ta phải học cho rõ. Phật dạy là tất cả đều do tâm tạo, chứ không phải tất cả do 4 con ngựa tạo. Đúng không chư vị? Có hiểu chỗ này không? Tất cả do tâm mình tạo, chứ không phải tất cả do nghiệp chướng chúng ta tạo. Tất cả do chính tâm mình tạo, chứ không phải tất cả do một đấng thượng đế tạo. Khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo rồi, Ngài cương quyết phủ nhận là cái vũ trụ nhân sinh này do một đấng tạo hóa tạo ra, mà Ngài nói tất cả đều do nhân duyên sinh. Nhân duyên sinh, nhân duyên này mình suy cho cùng ra chính cái tâm của mình sinh ra. Một người trước khi xả bỏ thân xác này mà sợ chết, thì cái cánh chết họ nó làm cho họ đau đớn như 4 con ngựa mà kéo cái thân xác, xé cái thân xác họ ra mà họ không may. Đúng không chư vị? Cũng là một người bị bệnh, bị chướng nặng như vậy, mà tâm của họ đã có cái chỗ định là sau khi ta liệt cái thân xác phàm tục này, ta đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Vô tình từng cơn đau của họ giúp cho cái năng lực từ tâm của họ mạnh lên. Năng lực mạnh lên nó xếp bứt hết tất cả những dây con ngựa kéo 4 cái tay, 2 cái tay, 2 chân chúng ta. Con ngựa chạy một đường mà chân chúng ta còn nguyên vẹn. Vì ông nói như vậy để cho giữ là chính cái tâm của mình nó làm cho mình đau đớn hoang hoại, hoặc là cái tâm của mình làm cho cái chính mình cảm thấy an tịnh trong lúc xả bỏ báo thân. Rõ ràng là mình hộ niệm cho một người ung thư vãng sanh. Tại sao trong bệnh viện các vị bác sĩ nếu bệnh này khi mà ra đi sẽ đau đớn như là con rùa, theo như tôi nói là con rùa đang sống mà lột cái mai ra. Đau đớn mà đến nỗi trong bệnh viện người ta chuẩn bị những cái mũi thuốc gọi là morphine. Hết mũi này người ta chích mũi nọ thì người bệnh này mới có thể nằm im được, còn không thể dãy dụa quằn quại đứng đâu. Mà tại sao mình đi hộ niệm cho những người vãng sanh như vậy, họ mỉm cười ra đi, họ không thấy gì là đau đớn đó. Lúc đó mình mới ngỡ ngàng ra thực ra pháp Phật quá ư ví dụ, mà vì mình nghiên cứu không kỹ, mình tưởng rằng là một cái năng lực nào đó ở bên ngoài nào đó yểm trợ cho mình. Không đâu chư vị, tự tâm của chính mình là một cái đại năng lực cứu mình thoát khỏi tất cả sanh tử luân hồi đấy, tất cả những cái khổ nạn đấy. Cái tâm lực của mình mà yếu đuối, không nhận mình là một cái đấng gọi là đấng, cái đấng number one trên 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 vũ trụ đó,
Biết chuẩn bị biết nơi mà qua đâu? Là số 1 đấy. Là chính thường đấy, chính là cái tâm của mình đây này. Thương thượng thiên hạ, duy ngã độc tâm. Duy ngã này không phải là cái thân con này, mà duy ngã này chính cái chân tâm tự tánh chúng ta là độc tôn đó chứ vị. Độc tôn thì có, nó có quyền, có quyền đi về cảnh giới giải thoát, mà tại vì chúng ta vùng dài bỏ quên đi, quên nhiều quá đi, không biết. Không ngờ khi mà mình đi hộ niệm rồi, mình thực hiện được cái đạo lý duy tâm này một cách tuyệt vời, mà chúng ta không ai, chúng ta không ai. Xin bạch với chư vị ở đây, chính ông cụ của Dòm là một người bướng bỉnh nóng nảy, mà cứ thường cho mình là thân hào nhân sĩ trong làng. Tại vì lúc đó ở trong làng mà có già được, được có học rồi, hồi trước học cái gì đó, học diploma rồi gì đó, là cái gì đó. Là diploma mà so với giờ là do trung học chứ mày dữ vậy. Bây giờ người ta đại học rồi, tiến sĩ rồi, ảo ảo đây người ta không khoe, mà lúc đó nhiều lắm, chưa chắc gì lên được cái đó phải không này. Chút chút vậy mà cứ cho là thân hào nhân sĩ. Mà mỗi lần Tết như vậy đem thịt sống tới cái miếu dân cúng lên rồi ngồi xuống cũng đọc sớ đọc đồ như vậy cho thân hào nhân sĩ. Mình thấy đây là một cái chuyện đại, đại tệ mà không hay. Nhưng mà khi do ông đã dùng cái kêu gọi là cái phương thức là đầu tiên là cứu ông cụ trước đó, cứu ông cụ trước là chính cái cuốn khuyên người nên vật là nhắm tới ông cụ bà cụ đấy chứ vậy. Nó rước mãi suốt rồi, ông cụ đâu có thầm đọc đâu. Mình phải nhờ em út cháu chích tụi người chung quanh đọc dùng để chính những người đọc đó người ta lại ngộ trước. Ngộ trước rồi sau cùng để giúp cho ông cụ ngộ sau. Ông cụ ngộ sâu, chính là ông cụ là một người bị ung thư chứ vậy. Bây giờ phát hiện đau là ông cụ. Ông cụ của Dâm là một người bị ung thư. Ung thư bàng quang. Sau cùng phát hiện mà mình không biết. Mà mình cũng biết, mình hỏi lắm, mình đâu có biết ung thư là cái gì. Nhưng mà khi những ngày cuối cùng rồi, ông cụ không còn đi tiểu nữa. Có những vị bác sĩ cũng là Phật tử tới phát tâm hộ niệm. Thì có một vị bác sĩ, nhớ là bác sĩ Khiêm, mới thấy vậy, mới thấy là mới phát hiện là ông cụ bị bí tiểu là 11, lúc đó là trước khi đi là bị bí tiểu 11 ngày. Ông cụ nói trời ơi, trước trường hợp này mà nếu mà không thông tiếu ông cụ thì ông cụ sẽ đau đớn quằn quại lắm. Cái vị bác sĩ nói thì thôi bây giờ cũng đưa cụ vào trong nhà thương nhé. Ông cụ không chịu đi. Không chịu đi mà thường thường hay chọc giỡn người ta nữa. Rồi vị chính vị bác sĩ đó mua những cái dụng cụ tới mà thông mà hãy cứ đụng tới là ông cụ nói là đau không cho. Mà để như vậy thì ông cụ cứ bình thường. Các vị bác sĩ đó ngạc nhiên, nếu một trường hợp này mà đưa vào bệnh viện thì ông cụ này sẽ đau đớn lăn lộn từ trên giường đến dưới giường. Không có dùng cái chất một phim chích vào để cho mơ mang có tính được, không cách nào ông cụ có thể chịu được. Mà ông cụ cứ cười hề mãi mãi vậy, như vậy. Các vị bác sĩ cũng ngạc nhiên. Lúc đó mình phải chứng nhận một điều, chính cái tâm lực của mình, chư vị ơi. Pháp hộ niệm chính là cũng có cái tâm lực của mình. Bây giờ mình củng cố tâm lực của mình như thế nào đây? À, chư vị có thấy mấy ông đến võ không? Trước khi đến võ, mấy người mà huấn luyện viên đó là cứ làm sao mà làm cho cái vị này dữ dằn lên phải không nè? Đi nào trước sau dàn đồ, đem mặt nạ bằng đồ treo. Đấy là làm cho cái tâm lực người ta vững vàng lên. Dùng những cái ngoại vật này mà xúi cho cái tâm nó vững lên thì cái tâm của mình nô lệ vào cái vật chất đó. Lực cởi cái mặt nạ ra thì cũng ở trần như người ta, trụ lúa như người ta, nó quanh gai thì cũng bị xíu chứ làm gì đâu. Tất cả chúng ta đều cứ dùng cái ngoại lực mà hỗ trợ cho cái tâm này. Chứ không ngờ chính cái tâm này hỗ trợ cho ngoại lực là mới đúng. Bạch với chư vị, khi mà đi hộ niệm rồi chúng ta phát hiện những chuyện này. Tại sao một người khi vãng sanh trong có những hiện tượng mà những cái vườn hoa ở trong vườn đó các cụ các thầy tự động nở ra rực rỡ, mà chính ông cụ thân của dòng có cái trường hợp này đấy. Cái giờ phút mà ông cụ xả bỏ bố thân lại tối mình đâu có biết, đâu có ra vườn làm chi, đúng không?
Nhưng mà khi sáng ra mới phát hiện ra cái chuyện này, là tự nhiên tất cả những cái hoa trong vườn đồng loạt mở nở hết luôn. Đến nỗi mà có một cái bồn hoa lài, tức là ở trước cái thường ở Việt Nam là cái chiều dài có chiều ngang có 4 thước phải không? Thì nó làm một cái ô vuông là cái chiều dài chiều ngang thì 4 thước à, chiều dài thì 4 thước mà chiều ngang thì có đâu đâu như 2 thước rưỡi 3 tóc này này. Thì thường thường cái bồn hoa lài này là một ngày nó nở 2 3 bông, 5 6 bông, có thể nó nở tới 10 bông. Nhưng mà một ngày đó thì con đứa cháu nó chạy ra nó nói là cậu Lâm ơi, cái bồn hoa này nó nở trắng xóa hết trơn này. Thì thì do mới nói cháu ra cháu đếm thứ là bao nhiêu cái hoa, nó ra nó đếm là 98 cây hoa nở ra. Thấy không chị? Và dưới cái cổng ở dưới đất đó, nó có một cái cây hoa lài. Mà cây hoa lài đó thì có nó nọc mọc lên mà nó chỉ còn có cái cây không chứ la không có. Tại con bò có lúc đó có ông cụ cũng nuôi cái con bò cái ông thả đi ăn qua lại trong cái vườn đó, nó đi qua là có lá nào nó lạc hết đó, tức là còn cái cây không mà nó còn không còn nở ra được mấy cái hoa. Rõ ràng là như vậy, cái tâm lực của chúng ta có thể chi phối luôn cả cái cảnh giới chung quanh mà chúng ta không hay. Vô tình chúng ta cũng biết là đem những cái cảnh giới chung quanh hỗ trợ cho cái tâm của mình. Không phải như vậy. Cho nên chính bây giờ chư vị cứ suy nghĩ kỹ lại coi có phải cái pháp hộ niệm dạy cho người hộ niệm tới là củng cố cái từ tâm vững mạnh của người bệnh không? Đúng không chư vị? Thực sự đó. Trong một cảnh giới đau khổ đó mà người ra đi cứ chìm trong cảnh giới đau khổ đó, lo âu sợ sãi, thì nhiều khi nó đâu có một mà người ta tưởng tới 10. Khi mà họ tưởng tới 10 thì nó nhân lên thành ra 100. Khi mà người ta biết 100 nó nhân lên tới 1000. Đến nỗi người ta không có nào có thể chịu đựng được. Cho nên họ phải đành quăng hoài trên giường, lăn xuống dưới giường để chịu cái cảnh khổ đau và đi về cái cảnh khổ đau đó. Đúng là tất cả đều do tâm tạo. Cũng là một cái hiện tượng rõ rệt như vậy mà khi người hộ niệm tới nhắc nhở chỉ điểm, động viên tinh thần người đó lên tín tâm vững vàng, người ta cảm thấy hoàn toàn không có gì gọi là khổ đau cả. Mà có những người người ta còn mỉm cười ra đi. Nếu mà đau quá ở đây ai mà đâu mà mỉm cười được ấy. Dòm dòm kính nể mà còn có không? Cao dòm không có. Lúc buồn tự nhiên cảnh giới buồn hiện ra trên nét mặt, đúng không như vậy? Lúc vui tự nhiên cảnh giới buồn nó hiện ra trước mặt, đúng không như vậy? Lúc mà chư vị hân hoan tự nhiên khuôn mặt nó hồng hào đẹp trai lên, đúng như vậy? Rõ ràng đúng không? Mình thấy rõ ràng mà. Như vậy thì mình không ngờ tại sao khi mà mình hộ niệm có những người ta mỉm cười ra đi là do trạng thái này đây. Người ta hân hoan ra đi có trạng thái này. Có những người ta ngồi ra đi do trạng thái này đi. Lại có những người ta đứng mà vãng sanh nữa chứ vậy. Ghê gớm vòng chứ vậy không? Cả đều là do ở chính cái tâm của mình thực hiện ra. Mà chỉ vì mình vụng dậy không biết cái cách mà huấn luyện cho cái tâm của họ, ủng hộ cái tâm của họ vực lên kịp thời ngay trong những giờ phút mà gọi là bốn con ngựa kéo cái thân xác họ ra bốn bên, chứ không có gì cả. Mà thực ra con ngựa nó không có mà người ta cứ tưởng có con ngựa. Cái dây không có mà người ta tưởng như có cái dây bằng cáp nữa. Phải làm sao chúng ta chịu được? Như vậy thì rõ ràng đau đớn quằn quại cũng do chính mình, mà không đau đớn quằn quại cũng do chính mình. Chính vì thế mà khi mà Dân phát hiện được điều này, ông đã chính cái pháp hộ niệm này mà có nhiều người gọi là đơn giản, mộc mạc, thấp hèn, lại là một cái pháp mà ứng dụng cái đạo lý của Phật dạy một cách tuyệt vời, cụ thể, chính xác, đúng lúc nữa, không có gì sai cả. Và nhờ chính xác, cụ thể và đúng lúc như vậy, nhưng từng người làm được,
Nếu mà chúng ta là phàm phu mà cứ nói khơi, thì lúc đó ta cứ vin vào cái khơi đó mà chịu đau, đúng không chưa vậy? Vin vào những cái chung đó mà chịu nạn, vin vào những cái lý thuyết mà không ứng hợp cụ thể chính xác với từng người thì chịu khổ đau. Tại vì thực ra những cái chuyện mà cao xa vời vợi không ứng hợp với chính mình thực hiện không được. Mà không thực hiện được thì xin chư vị, lý đạo của Phật đưa ra là tín giải hành chứng, chúng ta làm không được gì cả. Tín tâm chúng ta không vững. Chúng ta không vững rồi mà không biết đường, là giải là kiến thức, là ý, là cái gọi là cái hiểu biết tường tận chúng ta cũng không có. Mà hiểu không được, không biết gì cả thì làm sao chúng ta thực hành? Mà không thực hành được thì thành tựu ở đâu mà sinh ra như vậy? Vô tình cả một đời tu hành rồi chúng ta đưa tất cả những cái mà mình thu lượm được nó biến thành mây khói trong lúc chúng ta buồn bao tận ra đi. Đành đoạn chúng ta phải theo cái nạn. Theo nghiệp thọ nạn. Rõ ràng. Nhưng mà theo nghiệp thọ nạn cũng do chúng ta không có chủ động được chính mình. Phải không chứ vậy? Mà không theo nghiệp thọ nạn cũng do chúng ta đã chủ động được con đường đi của mình. Có nghĩa là tôi không thèm đi theo nghiệp để thọ nạn. Tôi không theo bốn con ngựa đó làm chi mà để giành lại từng cái xương, cái da. Có bây giờ có lành, có khổ gì, có lành, có lặng gì, đem xuống dưới nam mồ sau cùng cũng phải tan rã đi, không phải cùng. Rõ ràng như vậy là chính cái pháp hộ niệm này nó dạy cho chúng ta cái gì? Tự mình phải chủ động giữ lấy cái huệ mạng của mình. Giờ nói là chúng ta chủ động giữ lấy cái huệ mạng của mình, chủ định mà thực hiện con đường bản thân. Chứ ông không dám bày chư vị là tâm chúng ta phải định, hay là phải ở trong cái đại định, chúng ta không làm được chỗ này, đúng không? Nhớ nhầy không? Chứ ông nói rất rõ ràng là nếu chư vị thực sự tự mình đạt được cái nước đại định thì vô cùng hay. Mà đại định đó là đại định đi đâu? Là chuyện khác nữa. Còn ở đây chú ông nói là cái đại định này dạy cho chúng ta là ta quyết định đi đường con đường đó. Chư vị có thể quyết định không? Người nào cũng có quyết định được hết. Tâm chúng ta không định nhưng mà chúng ta quyết định đi về Tây Phương. Thì xin thưa với chư vị, đây có phải là đạo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trao truyền cho chúng ta không? Tất cả do tâm định. Nhớ chư vị, tất cả do tâm của mình mà định đoạt, chứ không phải là do nghiệp của mình định đoạt, không phải là do cái năng lực nào đó bên ngoài định đoạt, không phải do cái năng lực nào đó mà đưa cho mình thoát vòng sanh tử luôn rồi, mà cái tâm của mình định hình tương lai mình thoát vòng sanh tử hay không, định mình tương lai trong vòng tam ác đồ hay định mình tương lai trong cánh trời cánh giới nào đó. Bây giờ chư vị hãy định ngay về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đi. Dạ, tôi thẳng thắn với chư vị. Và do âm thường hay nói thẳng là để cho chư vị an tâm là phương pháp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là một cái pháp di cư. Do âm nói đơn giản cho dễ là mình di cư chư vị. Cũng giống như ở Việt Nam mình mà có cái điều kiện di cư qua đây. Chư vị di cư qua đây rồi, chư vị được hưởng tất cả mọi phúc lợi tại cái nước tiệp này. Nước tiệp này có cái gì mình hưởng cái đó. Bây giờ mình không thèm đi di cư qua tiệp làm gì nữa, mệt lắm, phải không? Đường Mỹ còn đường qua Nga làm chi, rồi qua Ukraine làm chi, cực lắm, không hay đâu. Hãy di cư về cái nước cực lạc của Đức A Di Đà đi, thì cái tiêu chuẩn của nước cực lạc A Di Đà tuyệt vời lắm đấy. Tiêu chuẩn đó là gì? Người nào về tới đó ngày cắt tất cả các đường sanh tử luôn rồi, thì nhất định chúng ta không còn sanh không còn tử nữa. Đạo Phật chúng ta thường hay nói thoát vòng sanh tử luôn rồi, thoát vòng làm đủ mọi cách, người phải tu chứng A La Hán này, tu chứng Tu Đà Hoàng, tu Tư Đà Hàm, A Nàm, A Nát, khổ lắm chư vị, không đơn giản đâu, không đơn giản như mình nghĩ đâu ạ. Hàng triệu người chưa chắc tìm ra được một người đó.
Như vậy thì 10 triệu người mới tìm ra được một người. Tính ra thì 10 triệu người mới tìm ra một người. Còn bao nhiêu người nữa thì đi đâu đây? Chúng ta là hạng nào mà dám đi như vậy? Nhưng mà đi di cư đi, thì về đó là đầu tiên, A-di-đà hứa là về đó là cắt tất cả các đường sanh tử rồi. Chúng ta không còn sanh công còn tử nữa. Cho nên là đời đời kiếp kiếp chúng ta vẫn là ta. Vẫn còn sống, không sợ phải đi bệnh viện này, không phải nhờ với bác sĩ này, bác sĩ nọ đâu. A Di Đà Phật là đại y vương đấy chư vị, chứ không phải là cái vị nào nó đâu. Ở đây tìm có nhiều người đã bệnh, dùng cái năng lực này là hết bệnh rồi, mừng quá, cái là tuyệt vời quá. Hết bệnh này nhưng mà có chừng bệnh khác đó, chư vị trị được không? Có thấy rõ ràng mình sai lầm chưa? Mà mới hết cái bệnh tiểu đường, tức là ngon rồi, nó lôi ra cái bệnh ung thư nó còn đau đớn hơn cái bệnh tiểu đường nữa, ai cứu đời? Có thấy không chư vị, mà thấy cái chỗ sai chưa? Toàn là chứng dụng háo huyền của thế gian đưa lên không, mà trong khi đi về Tây Phương Cực Lạc không có bệnh nữa. Ai nói Tây Phương Cực Lạc có người bệnh đâu? Không có bệnh. Có bệnh thì làm sao mà gọi là nước cực lạc được, đúng không chư vị? Đến nỗi cái thân xác mà cái đồ tư liệm của họ đấy, chút bỏ của họ này, họ không thèm đấy. Vì họ nói vậy có đúng không? Những người muốn vãng sanh người ta vương, tôi cái thân này tôi không cần nữa, tôi liền luôn, tôi không thèm, không thèm nữa. Cái đồ liễn của họ mà nó đẹp kinh hoàng đấy chứ vậy. Do mình thường hay nói những câu này, nếu mà những người thực sự vãng sanh rồi, chứ vì cứ đế như vậy mà niệm Phật thức coi, hình như là kim cương bất hoại, cái nhục thân đồ liệt của Bồ Tát trên cõi Tây Phương biến thành kim cương bất hoại, không hoại nữa đâu. Không ngờ mình nghe trong những truyện tích nào đời Đường, đời Nguyên, đời Thanh, có những vị khi ra đi rồi tự nhiên cái thân nó biến thành gì đó, thân xa lợi rồi đó. Không ngờ bây giờ chính mắt chúng ta thấy được rồi, không phải đâu xa cả, người đứng vận danh chúng ta cũng đã thấy rồi. Không thấy trong thực tế, nhưng mà chúng ta hình ảnh người ta chụp lại thấy rõ ràng là người đó đang đứng vận danh, người đó đang ngồi vận danh, đúng không chư vị? Ông Cô Lô Giang đứng vận danh lúc đó không có mấy hình, nhưng mà ở Long Thiên Mộc Sơn vào tháng 5 năm 2020 gì đó, đứng vận danh, đứng vận danh 14 tiếng hồ, chết xong mà đứng 14 tiếng hồ. Có người ta đỡ xuống chi, cứ để đứng luôn nên sướng hơn rồi. Bây giờ đây vẫn có thể còn đứng đấy, đúng không chư vị? Đã đứng được ta đứng luôn, đỡ được làm chi? Ông Cô Lô Giang đứng luôn 3 ngày, 3 ngày để vãng sanh, ngày để dàn tới đỡ. Nếu mà tôi ngày, nếu mà mình biết mình mời ngày ơi, ngày đừng đỡ xuống, để đứng thì đứng tới lúc nào? Chào ông đứng luôn đi, cũng đứng tới bây giờ luôn hả chư vị? Đúng không? Tại vì rõ rệt mà có hỏi chứ chúng ta có ai mà ngồi đứng như vậy mà mười mấy ngày không? Đứng là 3 ngày được thì 5 ngày được, 5 ngày được thì 10 ngày được. Có những cái chuyện nó ví dụ bất khả tư nghị, bất khả tư nghị mà mình không hay. Cho nên giờ ông nói ở đây là nói để mà khuyến tấn cho tất cả chúng ta. Những người cũ thì cười mạnh hơn, đúng không? Cười vui đấy, đúng không? Những người mới khi mà nghe những cái này tự nhiên nớt nụ cười hân hoan trên môi. Chúng ta hình như ngộ ra một con đường giải thoát. Rõ ràng là Duy Âm nói này toàn là cái thực chứng cả. Tại vì chính Duy Âm đã thấy rất nhiều người bản thân. Nhưng mà bên cạnh đây tin tưởng rằng là ở đây có nhiều vị cũng thấy được những hiện tượng này nhiều hơn. Nhiều hơn cái anh Duy Âm tình hải này. Mà thưa với chư vị, khi về tới Việt Nam mà chư vị gặp những vị trưởng ban kỳ cựu ở Việt Nam, chư vị sẽ nghe những cái lời mà nói đơn giản gọn mà làm cho chư vị giật mình đến nỗi mà nếu mà do mà có tóc nó cũng dựng lên luôn. Có những người ngày đêm 365 ngày đều chia nhau đi hộ niệm. Trong khi dù ông này nói thì dối nhưng mà chưa chắc làm được như họ. Dù ông này nhiều lắm chỉ ở cái phần giái chứ chưa dám nhận mình là đến cái phần hành. Còn họ đã giái rồi, tức là họ đã trải qua cái tin tưởng vững vàng rồi họ mới đi hộ niệm chứ. Và họ cái giái rồi họ mới thực hành đúng chứ. Họ thực hành đúng thì chứng tỏ là họ giải hơn mình chứ. Và chính cái thực hành pháp hộ niệm này mà họ đã thành tựu không biết bao nhiêu người.
tức là tín giái hành chúng chính là những vị hộ niệm ở Việt Nam đã thực hành trọn vẹn hơn nữa. Cho nên mong chư vị phải tôn quý những cái người hộ niệm đó, nhất định mình phải kính cẩn. Như ông này bây giờ mặc cái áo của người xuất gia, nhưng mà thực ra mới xuất gia là tiểu phàm tăng chứ không phải là đại phàm tăng. Tiểu là tiểu đồng, tiểu là chú tiểu đấy, phải không chư vị? Đừng có nghĩ rằng là mặc cái áo này là Dư Âm khai mở trí hội gì đâu. Không phải mặc cái áo này để Dư Âm thoát vòng tranh tử gì đâu. Mà Dư Âm này cũng năn nỉ chư vị, khi mà Dư Âm nằm queo queo rồi, chư vị từng người tới nhắc nhở cho Dư Âm từng lời nhất định Dư Âm để ghi trong tâm, để cho Dư Âm tình hải này được vãng sanh. Chứ nếu mà ý y vào cái áo này tướng là tôi là ngôn, thì Dư Âm này đành phải gì chứ vậy? Thất bại thương đầu đấy. Không phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản đâu. Đúng không chứ vậy? Có đồng ý không? Như vậy thì trước sau gì chúng ta thấy, muốn thành tựu trong đời này là người phàm phu, chúng ta tự nhận là phàm phu. Tự nhận là phàm phu mới mớ cái lỗ tai ra, cho rộng ra lỗ tai điếc này. Răng răng. Mang cái trở thính chỗ đến nghe cho được những lời hướng dẫn của ban hộ niệm. Để mà mình thực hành được mình đi. Đạo pháp nào, phương pháp nào, pháp môn nào đưa mình vượt qua sáu đường sanh tử một cụ thể, đây là đại cứu tinh cho mình chứ không có cái gì khác cả. Chư vị có đồng ý không? Nhất định phải đi như vậy. Cho nên bây giờ Dư Âm bây giờ tuổi cũng già rồi, ngồi đây mà nói còn nhiều khi cổ nó ngơ ngơ rồi, tức là muốn khàn muốn ho rồi, đang nói mà ho thì cũng kẹt lắm, làm cho nhiều người phải giật mình luôn. Chư vị nhớ là cái sanh lão bệnh tử đối với cái thân này không ai có thể tránh được đâu. Không ai có tránh được đâu. Không có một cái năng lực, không có một pháp màu nào mà giữ mãi cái thân thể của mình ở đây được đâu. Nhất định mình phải có ngày buông xả báo thân ra đây. Đúng không chư vị? Nhưng mà mình thắng được là chính nhờ cái phương pháp hộ niệm này, giúp cho cái tâm của mình không còn vướng mắc vào cái thân xác này nữa, không vướng mắc vào những cái chuyện vô thường của thế gian nữa, không có thể dính mắc vào những cái kiến thức hảo huyền của thế gian nữa, mà tiếp tục đi vào con đường vô thường hảo huyền khổ nạn nữa, thì chư vị một cơ hội này chư vị tốt nạn rõ ràng không chư vị? Đơn giản pháp của định thực sự quá đơn giản. Như vậy thì đâu là những cái mà chúng ta tin đây? Có phải là cái pháp hộ niệm này nên cố gắng loan tỏa ra, trao hết tất cả cho từng người cũ. Ai là người cũ đâu, giơ tay lên. Rồi trao hết cho những người mới. Ai là người mới đâu, giơ tay lên. Đại nhớ nha, người mới. Mới với cũ gì cũng chỉ trong một tích tắc. Một tích tắc này ngộ ra con đường đạo. Mới cũng vãng sanh về Tây Phương, cũ cũng vãng sanh về Tây Phương. Cả chúng ta đều có thể vạn sanh trước mặt mọi người. Nếu mà cũ nghĩ rằng là mình ngon, nghĩ mình là mình ngon, thì theo cái ngon đó mà đi theo con đường vô thường sau. Không biết ở đây có ai dám nói ngon không? Không nhớ như vậy chéo tay lại đi, nhất định không cho mình ngon. Nhớ chưa? Các vị mới cũng có thấy là những cái gì mà trước đây có ngon không? Không ngon. Mà bây giờ thấy, bây giờ mình biết được cái phương pháp hộ niệm rồi, cũng đừng cho mình ngon luôn, mà cho mình thấp một chút. Lắng nghe nhau đi chư vị, để chúng ta vãng sanh. Lắng nghe nhau, khi vãng sanh rồi chư vị có chịu ngon không? Khi mình đi vãng sanh rồi có chịu ngon không? Có chứ còn gì nữa. Như vậy là ngon hay dở gì nói theo như bác Đạt sau 12 tiếng đồng hồ phải biết, phải không nè? Như vậy nếu một người nào mà sau 5-6 tiếng đồng hồ thân tương lạnh toát, mềm mại tư hồng, nở nụ cười trên môi, bắt đầu từ đó không còn giới hạn gì nữa, thì còn ngon hơn 12 tiếng đồng hồ nữa. Đúng không chứ vậy? Tất cả đều do chính mình quyết định lấy. Thôi thì bây giờ do mình nãy giờ coi qua coi lại không thấy đồng hồ, biết nói bao nhiêu hình như hơi dài quá rồi, phải không nè? Thôi bây giờ dành lại cái chương trình mới là dành về chương trình là vấn đáp rồi, chứ vị có hỏi đẹp cứ nương theo cái câu này hỏi. Nhớ là hỏi những câu
gần gũi tôi, đơn giản tôi chứ đừng nói cao quá. Nhớ ông nói ông trả lời không được nha. A Di Đà Phật. Được rồi, đại chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn công đức và tiên công đức của thầy Diệu Ân Tịnh Hải. Và kính bạch thầy.